lời tạ ơn. Dâng lời tạ ơn. Dâng lời tạ ơn. Dâng lời tạ ơn. Không ăn thiên chúa, xin dâng lên chúa một lời tạ ơn. Bài ca sau đây, khi được nghe sứ thần báo tin, người chị họ đã có thai được 6 tháng. Mẹ Maria đã vội vã đến miền sơn cước xứ Judea. Mẹ khởi hành trong tin yêu để chia sẻ niềm vui và truyền trao ân sủng, vì mẹ vừa được phúc cưu mang con Thiên Chúa. Mẹ cất bước là để thực thi tinh thần bác ái, giúp đỡ bà chị họ trong thời kỳ thai nghén đầy khó khăn. Mừng lễ mẹ Maria thăm viếng hôm nay, hồi dòng Đức Mẹ thăm viếng chúng con vui mừng tạ ơn Chúa đã thương viếng thăm chúc lành cho chúng con với thác ngàn hồng ân cao quý. Đặc biệt hôm nay, người chọn gọi 7 chị khấn lần đầu, 7 chị tuyên khấn trọn đời và 3 chị mừng ngân thánh khấn dòng. Chỉ vì yêu, vâng, chỉ vì yêu mà Thiên Chúa đã tác sinh, chọn gọi và thánh hiến quý chị trở thành bạn trăm năm của người. Xin Chúa và Đức Mẹ thương cho quý chị luôn thắm mãi niềm tin sắt son với một tình yêu chứa chan hy vọng. Dẫu biết hành trình theo Chúa có nhiều chông gai, nhưng những gian nan thử thách trong cuộc đời sẽ không làm quý chị chùn bước, bởi động lực và lựa chọn duy nhất là khát khao tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa. Và ơn Chúa sẽ giúp quý chị sống trung thành với lý tưởng đã tuyên hứa và hết lòng phục vụ tha nhân theo gương Đức Maria và theo đặc sủng của dòng. Trong ngày trọng đại hôm nay, hội dòng chúng con được đón nhận tình thương của Đức Cha Tô-ma kính yêu. Quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố cùng toàn thể quý ân thân nhân tới hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa mừng bổn mạng đệ nhất của hội dòng. Đặc biệt là cầu nguyện cho quý chị tuyên khấn và ngân thánh khấn dòng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ thăm viếng luôn tỏ dấu yêu thương, chúc phúc lành xuống trên mọi người. Đặc biệt xin mẹ dẫn dắt quý chị tuyên khấn và mừng ngân thánh khấn dòng hôm nay đến với Chúa Giêsu, để sao ước tình yêu được luôn son sắt, trung thành và trọn vẹn, để những tâm tình và ước nguyện trên được Thiên Chúa đón nhận. Mời kính mời cộng đoàn đấy hướng về cuối nguyện đường chào đón đoàn đồng tế cùng xuất sắc dâng thánh lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, hôm nay trong ngày cuối của tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isabel, và đặc biệt chúng ta quy tụ nơi nguyện đường thân thiêng của hội dòng mẹ thăm viếng buổi chu này cùng với dì tổng phụ trách và tất cả quý chị em mừng lễ bổn mạng đệ nhất của hội dòng. Chắc chắn rằng mỗi chị em nơi đây, dù trong thời gian tìm hiểu hay trong thời gian sống lời khấn của mình, mỗi chị em đã đón nhận rất nhiều hồng ân và tình thương của Chúa qua lời bầu cử của mẹ thăm viếng quan thầy. Và niềm vui của hội dòng hôm nay càng tăng lên khi chúng ta tham dự nghi thức và chứng kiến 7 chị em khấn lần đầu, 7 chị khấn trọn đời và 3 chị mừng ngân khánh khấn dòng. Vâng, đây chính là hồng ân đặc biệt Chúa ban cho hội dòng mẹ thăm viếng buổi chu chúng ta. Và tất cả hiệp thông trong tâm tình tạ ơn Chúa cũng như cầu nguyện cho sự phát triển của hội dòng, đặc biệt cầu nguyện cho các chị tuyên khấn cũng như mừng ngân khánh khấn dòng ngày hôm nay luôn quảng đại và trung thành với những điều tuyên khấn cũng như với sứ vụ và linh đạo thăm viếng mình đã chọn lựa. Cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cũng hiệp với hội dòng để cầu nguyện cho các đấng bậc đã lo lắng cũng như giúp cho sự phát triển của hội dòng từ những ngày đầu tiên, cầu nguyện cho các chị em trong hội dòng đã qua đời cũng như cầu nguyện cho chính các quý ông bà cố, quý thân nhân của hội dòng, những người còn sống cũng như đã qua đời, để xin Chúa thương chúc lành cho tất cả. Với những tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn lại những yếu hèn tội lỗi thiếu sót của chúng ta và khẩn nài lòng thương xót vô cùng của Chúa thương thứ tha thanh tẩy tâm hồn chúng ta, hầu xứng đáng dâng thánh lễ tạ ơn Chúa trong ngày vui hôm nay. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xung phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Hãy bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc mừng Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ngay khi còn kêu mang Thánh Từ Giêsu, Thánh Mẫu Maria đã được Cha soi sáng và người đã đi thăm bà Elizabeth. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Sophonia. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Địch thù của ngươi, người đã đẩy lùi ra. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem: Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa. Hát khen người lòng tôi.
hớn hở vui tươi. Dân xin ô nương hãy mừng vui, hãy hò reo mừng mừng vì chính hôm nay đấng Christ của Israel đây mang con cả vì tình yêu Chúa đến trong lòng người. Truyền danh Chúa khắp ngàn nơi, danh người vững bền cao trong ôi bao kỳ công. Tôi cảm ơn người đời tôi, chúng khen chẳng ngơi, phó thác nơi người tình tôi. Bao kỳ công Chúa tôi sẽ rao truyền ngàn nơi, Chúa thần vĩ đại công bình yêu thương chẳng ngơi, dâng Chúa ca ngợi Sion hãy reo mừng lên, Thiên Chúa bơi trời ngự xuống cõi lòng chúng ta. Dân Sion nào hãy mừng vui, hãy hò reo mừng vì chính hôm nay đấng Christ của Israel đây trong con cả vì tình yêu Chúa đến trong lòng Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Trong những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phạm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em. Hợp như lời đã chép rằng, ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được thánh thần, được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mòn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng chí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, thánh lễ ngày hôm nay chính là thánh lễ của niềm vui, và niềm vui đó đang lan tỏa trên từng người trong cộng đoàn phụng vụ chúng ta trong ngày hôm nay. Và đặc biệt niềm vui này chúng ta thấy rất rõ nét qua phần phụng vụ lời Chúa, nhất là qua trình thuật tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe trên 2 nhân vật chính. Đó là Đức Trinh Nữ Maria và bà Elizabeth. Vâng, chính qua trình thuật tin mừng Luca vừa qua, chúng ta được nghe lại như là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa 2 người chị em họ hàng, và có thể nói rằng giữa 2 bà mẹ với nhau. Nhưng đây là cuộc gặp gỡ của hồng ân cứu độ lan tỏa niềm vui trên tất cả nhân loại. Vì đây là một cuộc gặp gỡ trao đổi giữa 2 bà mẹ thánh với nhau, một người đang mang thai đấng cứu thế và một người chị họ lại mang thai vị tiền hô của đấng cứu thế. Vâng, chính niềm vui này đã đem lại cho nhân loại những gì mà rộn rã lên để cùng với Đức Mẹ vang tiếng tạ ơn ngợi khen Chúa, như chúng ta cũng vừa nghe qua bài ca ngợi khen, qua bài ca Magnificat. Và chính từ tâm tình chan chứa niềm vui đó, mẹ cũng đã cất lên bài ca này:
Và đây cũng là điều mà chúng ta chia sẻ, đặc biệt khi tham dự thánh lễ hôm nay, trong tâm tình hiệp thông cùng với hội thánh, trong ngày mừng kính Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Và niềm vui này lan tỏa một cách đặc biệt trên hội dòng mẹ thăm viếng Bùi Chu, và một cách đặc biệt hơn nữa trên bảy chị tuyên khấn lần đầu, bảy chị khấn trọn đời, cũng như ba chị mừng kỷ niệm ngân khánh khấn dòng hôm nay. Vâng, niềm vui ngày hôm nay mà chúng ta đang nói tới trước hết là niềm vui của hồng ân cứu độ. Thật vậy, nếu nơi vườn địa đàng năm xưa, ông bà nguyên tổ đã đánh mất hạnh phúc vì không tuân lệnh của Chúa, thì nay với lời thư xin vâng trong biến cố truyền tin, Đấng Cứu Thế đã đến trong cung lòng mẹ Maria và bắt đầu thực hiện chương trình kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi chúng ta. Và trong sự cảm biết sâu xa về hồng ân trọng đại này, mẹ Maria đã cất lời chúc tụng Thiên Chúa: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Thiên Chúa không phải chỉ là cứu độ bản thân của tôi, nhưng chính là qua lời xin vâng, qua việc cộng tác với Thiên Chúa mà Đấng Cứu Thế sẽ đến trong trần gian này, mặc lấy xác thể loài người để cứu chuộc cả nhân loại tội lỗi chúng ta. Vâng, ngay từ lời hát đầu tiên, mẹ Maria đã nêu rõ lý do của niềm vui mừng. Mẹ vui vì Thiên Chúa của mẹ, mẹ vui vì người con mẹ đang kêu mang chính là Đấng Cứu Thế. Mẹ vui vì sau bao ngày đợi chờ Thiên Chúa thực hiện lời hứa, ơn cứu độ từ nay đã bắt đầu thành hiện thực. Đồng thời cũng chính qua lời ca này, mẹ Maria đã cho chúng ta thấy mẹ đang hân hoan vui mừng vì ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy cả linh hồn, cả thần trí, cả con người mẹ tràn ngập trong niềm vui ơn cứu độ. Trong mẹ lộ nên niềm vui sướng vì hồng ân cứu độ Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, mà mẹ là người đầu tiên lãnh nhận. Cũng chính trong niềm vui ấy, mẹ đã hân hoan lên đường để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho gia đình ông Zakaria, bà Elizabeth và cả Gioan tiền hô đang trong bụng mẹ mình. Như vậy, bài ca Magnificat chính là lời kinh biểu lộ niềm vui của người đón nhận và cảm biết sâu xa ơn cứu độ và tình thương của Thiên Chúa dành cho chính bản thân mình cũng như cả nhân loại, cả giáo hội chúng ta. Và niềm vui đó cũng chính là niềm vui khi cảm nhận rằng Thiên Chúa biến đổi và thánh hóa mỗi người chúng ta. Một trong những mục đích của việc ngôi hai xuống thế làm người là để tái lập trật tự Thiên Chúa đã thiết lập từ thuở tạo thành. Thì qua lời kinh Magnificat, chúng ta có thể khẳng định rằng mẹ Maria là người đầu tiên đã cảm biết sâu xa sự biến đổi kỳ diệu của Thiên Chúa. Thật vậy, xuyên suốt lời kinh Magnificat, mẹ Maria cho thấy qua ơn cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện một sự biến đổi diệu kỳ trong vũ trụ này. Người nữ tỳ hèn mọn được Chúa đoái nhìn sẽ trở nên diễm phúc và được ngợi khen mọi nơi mọi thời. Kẻ khiêm nhường được Chúa cất nhắc lên, kẻ đói nghèo được ban cho của cải dư đầy. Người nghèo khó trở nên sung túc giàu sang. Họ được những ơn trọng ấy không phải vì sức riêng hay công lao của mình, nhưng chính vì Thiên Chúa đã biểu dương sức mạnh trên cuộc đời của họ. Còn người ngạo mạn kiêu căng hay người quyền thế sang giàu sẽ bị hạ bệ và sẽ trở thành tay trắng vì họ không có lòng kính sợ và yêu mến Thiên Chúa. Sự đảo lộn trật tự này cho chúng ta thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa không lệ thuộc vào tiêu chuẩn hay nếp suy nghĩ của con người chúng ta. Đó là trật tự của tình yêu, trật tự của hồng ân cứu độ. Người nữ tỳ hèn mọn, kẻ khiêm nhường thẳm sâu, người đói nghèo túng thiếu nay được ca tụng, được cất nhắc lên, được làm cho sung túc dư đầy không phải vì chính họ, nhưng bởi vì tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đã tràn trào trên họ. Và tình yêu đó chắc chắn sẽ biến đổi,
cũng như thánh hóa từng bản thân con người đó. Vì vậy, khi cảm nhận được sự biến đổi nhờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, mẹ Maria đã vang lên lời ca ngợi khen Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, qua lời kinh Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta nhận ra tâm tình của mẹ khi mẹ chứng kiến cũng như cảm nhận những điều Thiên Chúa đang thực hiện với cộng đoàn chúng ta. Hôm nay cũng là ngày của niềm vui. Niềm vui này không dừng lại nơi các tân khấn sinh hay quý gì mừng kỷ niệm ngân khánh khấn dòng, hay nơi gia đình quý ông bà cố, hay ngay cả nơi hội dòng mẹ thăm viếng buổi chu thân yêu này, nhưng còn là niềm vui của cả giáo phận và toàn thể hội thánh. Chúng ta vui mừng bởi vì qua sự dấn thân của các tân khấn sinh, qua những việc Thiên Chúa đang thực hiện nơi hội dòng này, chúng ta cảm nhận rằng Thiên Chúa vẫn đang nhìn đến mỗi người chúng ta, thương xót chúng ta, nâng chúng ta lên và không ngừng ban muôn vàn ân sủng của Ngài, làm cho chúng ta trở nên những người diễm phúc vì được Chúa yêu thương trọn vẹn. Quý vị sắp tuyên khấn và quý vị mừng ngân khánh khấn dòng rất thân mến. Thời gian học tập và tu luyện vừa qua là một bằng chứng về sự chọn lựa mà các con đã thực hiện trong suy nghĩ, bàn hỏi và cầu nguyện. Nơi các con, trật tự của tình yêu, trật tự của mầu nhiệm nước trời, trật tự của mầu nhiệm ơn cứu độ phải chiếm vị trí ưu tiên trong các chọn lựa. Và đó niềm vui cho tất cả chúng ta, niềm vui cho toàn thể hội thánh. Và đặc biệt, qua lời của Thánh Tông Đồ như chúng ta nghe trong bài đọc 2 qua thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô, chỉ có sự khôn ngoan thật sự mới giúp cho các con để tìm kiếm và chọn lựa đi theo Chúa cũng như thực hiện ý của Chúa trong hành trình ơn gọi của mỗi người các con. Chính trong lựa chọn đời sống dâng hiến, Thiên Chúa đã tái lập trật tự diệu kỳ của Ngài trong nhân loại. Và với chọn lựa sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trong một xã hội mà người đời không ngừng tìm kiếm lạc thú tiền tài danh vọng và ngay cả tự do cá nhân, các con cũng muốn khẳng định rằng chọn lựa của các con không dựa trên những tiêu chuẩn của thế tục, nhưng là chọn lựa của những người mến yêu và kính sợ danh Chúa, và đặc biệt được Thánh Thần hướng dẫn qua ơn khôn ngoan của Ngài. Đó là chọn lựa của tình yêu, đó là chọn lựa ưu tiên đối với ơn cứu độ của Thiên Chúa, cũng như để đáp trả lại tình yêu mà Thiên Chúa đã mời gọi và tuyển chọn từng người các con. Ước mong qua phần suy niệm và sống lời kinh Magnificat, các con sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống hiến dâng. Niềm vui ấy không dừng lại nơi những thành công trong đời phục vụ, nhưng là niềm vui của người được Thiên Chúa đoái nhìn và yêu thương, được Thiên Chúa cất nhắc lên và ban tràn đầy ân sủng, khi các con trở thành bạn trăm năm của Đức Kitô cách trọn vẹn và vĩnh viễn từ giao ước tình yêu của ngày hồng phúc hôm nay, và nhất là với ơn Chúa để các con luôn trung thành với những điều tuyên khấn hôm nay. Vì vậy, cùng với mẹ Maria, qua các giờ kinh chiều, cũng như qua việc sống trọn vẹn linh đạo thăm viếng đã chọn lựa, các con hãy hết lòng tạ ơn Chúa về niềm vui đã lãnh nhận hôm nay, cũng như trong cả cuộc đời phục vụ của mình, để đời sống của các con trở thành bài ca khen những điều diệu kỳ Chúa đã thực hiện trên chính cuộc đời hành trình ơn gọi của mình, cũng như trên nhiều những mảnh đời neo đơn, bệnh tật, nghèo khổ mà hội dòng sai các con đến thăm viếng và phục vụ theo gương mẹ thăm viếng quan thầy đã ở lại để phục vụ người chị họ của mình. Nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, người nữ tín trung và gương mẫu, cầu chúc các con tìm được niềm vui đích thực trong đời sống hiến dâng như mẹ thăm viếng quan thầy mà cả hội dòng mừng lễ cũng như cầu nguyện cho các con hôm nay. Amen. Nghi thức tuyên khấn lần đầu
Kính mời Đức Cha tới ghế chủ sự nghi thức. Kính thưa cộng đoàn, sau 2 năm tập viện trong thinh lặng và cầu nguyện, cùng với ơn Chúa, hôm nay các tập sinh chính thức được thánh hiến cho Thiên Chúa, cam kết khấn giữ 3 lời khuyên phúc âm: khiết tình, khó nghèo và vâng phục. Mời chị phụ trách xướng tên các tập sinh. Em Anna Đa Minh Úy Trần Thị Uyển. Dạ em đây. Em Maria Phêrô Dũng Nguyễn Thị Diều. Dạ em đây. Em Anna Francisco Trung Vũ Phương Linh. Dạ em đây. Em Maria Giuse Túc Phan Thị Hồng Nhung. Dạ em đây. Em Maria Martino Thọ Trần Thị Lan Hương. Dạ em đây. Em Maria Do An Tân Nguyễn Thị Oanh. Dạ em đây. Em Maria Tô Ma Toán Nguyễn Thị Mai Nhung. Dạ em đây. Kính mời Đức Cha thẩm vấn các tập sinh. Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Thưa Đức Cha, chúng con xin Thiên Chúa và Hội Thánh thương cho chúng con được gia nhập dòng Đức Mẹ thăm viếng Bùi Chu. Các con thân mến, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, các con đã được nước và thánh thần thánh hiến cho Thiên Chúa. Các con có muốn kết hợp với người cách chặt chẽ hơn bằng một danh hiệu mới do việc khấn dòng không? Thưa con muốn. Để được hoàn toàn tự do theo Chúa Kitô sát hơn, các con có muốn giữ đức khiết tịnh vì nước trời, tự nguyện giữ đức khó nghèo và lấy đức tuân phục làm của lễ, là chính bản thân chúng con dâng lên Thiên Chúa không? Thưa con muốn. Xin Thiên Chúa toàn năng chấp nhận đoái thương ban ơn thánh người cho các con. Amen. Mời cộng đoàn đứng, Đức Cha dâng lời nguyện. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con nài xin Cha đoái nhìn đến các nữ tỳ Cha đây. Hôm nay trước mặt Hội Thánh, họ tình nguyện khấn giữ các lời khuyên phúc âm để bước theo con Cha. Xin thương cho đời sống của họ làm sáng danh Cha, đồng thời bắt chiếc mẹ Maria mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Tuyên khấn. Kính mời chị Tổng phụ trách lên nhận lời khấn. Tuyên khấn là hành vi trọng đại và quyết định dứt khoát, giây phút biểu lộ cuộc gặp gỡ sống động và huyền nhiệm giữa Thiên Chúa và con người. Giờ đây, với hết lòng tin tưởng Chúa luôn đồng hành đỡ nâng, các khấn sinh nói lên lời đáp trả của mình bằng giao ước thánh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không còn gọi con là tôi tớ, nhưng đã gọi con là bạn hữu. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con xin đáp lại tình yêu của Chúa đối với con. Con là Maria Tô Ma Toán Nguyễn Thị Mai Nhung. Con là Maria Do An Tân Nguyễn Thị Oanh. Con là Maria Martino Thọ Trần Thị Lan Hương. Con là Maria Giuse Túc Phan Thị Hồng Nhung. Trước mặt Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, và trong tay chị Maria Lorenzo Ngôn Mai Thị Hương, Tổng phụ trách dòng Đức Mẹ thâm viếng, con xin tuyên khấn sống khiết tịnh,
khó nghèo và tuân phục trong một năm. Theo hiến pháp dòng Đức Mẹ thăm viếng Bùi Chu, con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em theo sát Chúa Giêsu hơn trên con đường thánh hiến. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và các thánh truyền cầu cho con được ơn trung thành với giao ước tình yêu, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Liên Thủy, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Chúa Giêsu, Chúa không còn gọi con là tôi tớ, nhưng đã gọi con là bạn hữu. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con xin đáp lại tình yêu của Chúa đối với con. Con là Maria Phêrô Dũng, Nguyễn Thị Diệu. Con là Anna Đa Minh Úy, Trần Thị Uyển. Con là Anna Francisco Trung, Vũ Phương Linh. Trước mặt Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiểu, giám mục giáo phận Bùi Chu, và trong tay chị Maria Lorenzo Mai Thị Hương, tổng phụ trách dòng Đức Mẹ thăm viếng, con xin tuyên khấn sống hiến tình, khó nghèo và tuân phục trong một năm, theo hiến pháp dòng Đức Mẹ thăm viếng Bùi Chu. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em theo sát Chúa Giêsu hơn trên con đường thánh hiến. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và các thánh truyền cầu cho con được ơn trung thành với giao ước tình yêu, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Liên Thủy, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Các khấn sinh ký tên vào bản khấn và trao vào tay chị tổng phụ trách. Thank you.
làm phép khăn lúc. Mời cộng đoàn đứng, kính mời Đức Cha làm phép khăn lúc. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là đấng đã cho con Cha mặc lấy thân xác hay chết trong lòng thanh sạch của Đức Trinh Nữ Maria, xin thanh hoa những khăn lúc này và ban dồi dào phúc lành cho các nữ tỳ Cha đây, khi họ mang khăn lúc này ở trần gian, được mang dấu phục sinh và đáng được đổi triều thiên vinh phung trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Đức Cha trao khăn lúc và vòng hoa cho các khấn sinh. Các con hãy lãnh nhận khăn lúc này như dấu chỉ các con hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ hội thánh. Nhận vai trò của các khấn sinh. Các em thân mến, chị dùng quyền Chúa ban nhân danh giáo hội nhận lời các em tuyên khấn trong dòng Đức Mẹ thăm viếng. Chị khẩn khoản phó thác các em cho Thiên Chúa, để các em có thể hoàn thành việc hiến dâng với hy tế thánh thể. Xin ơn Chúa giúp để các em trung tín với lời tuyên khấn và chu toàn sứ vụ mà giáo hội và hội dòng đã ủy thác cho các em. Cảm ơn Chúa. Mời cộng đoàn đứng, Đức Cha dâng lời nguyện. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương son, xin đoái thương nhận lời dân Chúa nài xin, và nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin ban cho các nữ tỳ Cha đây được ơn bền đô, để khi bước theo Chúa Kitô
họ trung thành thực thi lời khấn mà hôm nay nhờ ơn cha ban, họ đã can đảm tuyên khấn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nghi thức tuyên khấn lần đầu kết thúc, mời cộng đoàn ngồi. Nghi thức thánh hiến trọn đời. Kính thưa cộng đoàn, sau những năm tháng sống ơn gọi mẹ thăm viếng, hôm nay nhờ tình thương Chúa, một số chỉ tự nguyện dâng hiến vĩnh viễn đời mình cho Thiên Chúa, công khai tuyên khấn trọn đời sống khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục. Mời chỉ phụ trách xướng tên các khấn sinh. Em Anna Stefano Thể Bùi Thị Tho. Dạ em đây. Em Maria Giuse Thị Lê Thị Hằng. Dạ em đây. Em Maria Augustino Đông Bùi Thị Huế. Dạ em đây. Em Maria Vinh Sơn Dương Lê Thị Nhật. Dạ em đây. Em Maria Vinh Sơn Yến Nguyễn Thị Yến. Dạ em đây. Em Maria Paulo Hạnh Trần Thị Hoa Hồng. Dạ em đây. Em Maria Do An Hương Trần Thị Thắm. Dạ em đây. Kính mời Đức Cha thẩm vấn các khấn sinh. Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Thưa Đức Cha, chúng con xin Thiên Chúa và Hội Thánh cho chúng con được vĩnh viễn phụng sự Chúa trong dòng Đức Mẹ thăm viếng Bùi Chu. Tạ ơn Chúa. Các con thân mến, nhờ bí tích thánh tẩy các con đã chết cho tội và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Các con có muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách thân mật hơn nữa bằng lời khấn trọn đời không? Thưa con muốn. Các con có muốn nhờ ơn Chúa giúp tuân giữ trọn đời nếp sống khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục mà Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria mẹ người đã chọn không? Thưa con muốn. Các con có muốn tha thiết sống theo phúc âm, tuân giữ hiến pháp và chỉ nam dòng mẹ thăm viếng để cố gắng kiên trì và vững vàng đạt tới đức ái hoàn hảo đối với Thiên Chúa và tha nhân không? Thưa con muốn. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần phù giúp, các con có muốn quảng đại hiến trọn đời phục vụ dân Thiên Chúa không? Thưa con muốn. Nguyện xin Thiên Chúa đấng đã khởi sự việc lành nơi các con, chính Người cũng hoàn thành việc ấy cho tới ngày Chúa Giêsu Kitô ngự đến. Amen. Kinh cầu các thánh. Mời cộng đoàn đứng. Kính mời Đức Cha đọc lời mời gọi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết nài xin Đức Mẹ và các thánh chuyển cầu trước tòa Thiên Chúa đứng ban phát mọi ơn lành. Xin Người củng cố quyết định mà Người đã đoái thương gợi lên trong các chị em đây. Nghi thức khấn sinh nằm phù phục trong kinh cầu các thánh mang ý nghĩa Người sống đời thánh hiến hoàn toàn sẵn sàng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, chết đi cho thế gian, đồng thời ý thức những giới hạn phận người, nên cần tới ơn Chúa Thánh Thần và sự chuyển cầu của các thánh. Mời quý cha đồng tế đứng, cộng đoàn quỳ, các khấn sinh nằm phủ phục, ca đoàn hát kinh cầu các thánh. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
xin Chúa đôi thương chúng lành, thánh hoa và thánh hiến ca khấn sinh này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương cho đời sống và công việc của các tu sĩ, giúp xã hội loài người được thăng tiến. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương bảo vệ và gia tăng đấng ái Chúa Kitô và tinh thần đấng sáng lập trong đại gia đình tu sĩ. Thân hữu của ca khấn sinh này được bình an và hạnh phúc trong tình thương của Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận. Rộng ban lòng thương xót Chúa cho mọi người lâm cảnh ưu phiền. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để chúng con phụng sự Chúa. Lạy Chúa Kitô, xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Chúa Kitô, xin Chúa nhậm lời chúng. Lạy Cha, chúng con khấn nài xin Cha nhận lời dân Cha khấn cầu và ban ơn với trời dọn lòng các nữ tỳ Cha đây, đền lừa Chúa Thánh Thần tinh luyện các tâm hồn hiến dâng cho Cha, khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và làm bừng cháy lên ngọn lửa mến yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi. Kính mời chị tổng phụ trách lên nhận lời khấn. Tuyên khấn: Lạy Chúa, xin đón nhận đời con như một của lễ toàn thiêu, được đốt cháy và làm tan biến bằng lửa tình yêu Chúa. Xin Chúa đoái thương đón nhận và thánh hóa để trở nên của lễ tinh tuyền và thánh thiện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không còn gọi con là tôi tớ, nhưng đã gọi con là bạn hữu. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con xin đáp lại tình yêu của Chúa đối với con. Con là Maria do An Hương Trần Thị Thắm. Con là Maria Phaolô Hạnh Trần Thị Hoa Hồng. Con là Maria Vinh Sơn Yến Nguyễn Thị Yến. Con là Maria Vinh Sơn Dương Lê Thị Nhật. Trước mặt Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu,
giám mục giáo phận Bùi Chu và trong tay chị Maria Lorenzo Ngôn Mai Thị Gương, tổng phụ trách dòng Đức Mẹ thăm viếng. Con xin tuyên khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục trọn đời theo hiến pháp dòng Đức Mẹ thăm viếng Bùi Chu. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em theo sát Chúa Giêsu hơn trên con đường thánh hiến. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và các thánh truyền cầu cho con được ơn trung thành với giao ước tình yêu để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Liên Thủy, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không còn gọi con là tôi tớ, nhưng đã gọi con là bạn hữu. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con xin đáp lại tình yêu của Chúa đối với con. Con là Anathephano Thể Bùi Thị To. Con là Maria Giuse Thị Lê Thị Hằng. Con là Maria Augustino Đông Bùi Thị Huế. Trước mặt Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, và trong tay chị Maria Lorenzo Ngôn Mai Thị Hương, tổng phụ trách dòng Đức Mẹ thăm viếng, con xin tuyên khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục trọn đời theo hiến pháp dòng Đức Mẹ thăm viếng Bùi Chu. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em theo sát Chúa Giêsu hơn trên con đường thánh hiến. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và các thánh truyền cầu cho con được ơn trung thành với giao ước tình yêu để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Liên Thủy, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Các khấn sinh ký tên vào bản khấn và trao vào tay chị tổng phụ trách. Thank you.
cộng đoàn đứng, Đức Cha dâng lời nguyện thánh hiến các khấn sinh. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Đấng tác tạo thế gian và là Cha nhân loài. Chúng con dùng lời ca tụng và việc cam tạ mà tôn thờ Chúa, vì từ nguồn gốc Abraham, Chúa đã tuyên chọn một dân tộc, và khi dân tộc ấy nhờ danh Chúa mà nên cao trọng, Chúa đã thanh hiến họ cho Chúa. Và khi họ đi trong hoang địa, Chúa đã dùng tiếng Chúa làm cho họ nên dũng cảm, và dùng cánh tay phải bênh vực họ. Khi họ phải tung cực và thất vọng, Chúa đã dùng giao ước tình yêu mà liên kết họ với Chúa. Khi họ lạc đường tình yêu của Chúa, Chúa lại lấy lòng từ bi hướng dẫn họ về chính lộ. Và khi họ tìm kiếm Chúa, Chúa đã lấy tình phu tử mà đón nhận họ, cho đến khi họ vào sông trong miền tự do. Lạy Chúa là Cha, trước hay chúng con chung tùng Chúa, vì Chúa đã muốn chúng con nhận biết chân lý. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là anh chúng con, Người đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Rân Thanh, đã dùng sự chết mà cứu chuộc dân Chúa khỏi tội lỗi. Và khi sống lại, Người bao trước cho dân Chúa biết vinh quang đời sau. Rồi khi Người ngự bên hiệu Chúa, Người sai Chúa Thánh Thần ngự xuống kêu mời muôn vàn môn đệ, để khi các ngài tuân theo lời khuyên phúc âm, các ngài tân hiến cả cuộc đời vì vinh quang danh Chúa và vì phần rỗi nhân loại. Nhưng hôm nay nhà Chúa còn vang dội bài ca mới hát mừng các chị em chúng con đây, là những người khi nghe tiếng Chúa gọi đã dâng mình phụng sự Chúa. Vậy lạy Chúa, xin ban ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các nữ tỳ Chúa đây, là những người đã vì Chúa mà lìa bỏ mọi sự. Lạy Chúa là Cha, xin cho nhan Thánh Chúa Kitô chiếu sáng họ, để khi mọi người nhìn vào họ đều nhận biết rằng Chúa Kitô đang hiện diện trong hội Thánh Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm cho họ khi gìn giữ tâm hồn được thư thái, biết lo nghĩ đến anh chị em. Xin cho họ khi trợ giúp những kẻ bất hạnh, biết an ủi chính Chúa Kitô đang đau khổ. Và xin cho họ khi nhìn đến những việc phần sáng, cảm thấy các sự ấy đều do sự quan phòng của Chúa điều khiển. Xin cho họ biết dùng ân huệ đời sống mình mà chăm lo nghĩ đến nước Chúa, cho tới khi họ được gia nhập vào đoàn thể các thánh của Chúa trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Làm phép nhẫn. Chiếc nhẫn là dấu chỉ tình yêu của người tu sĩ đã vĩnh viễn thuộc về Đức Kitô bằng lời khấn trọn đời. Kính mời Đức Cha làm phép nhẫn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là Đấng tạo thành và bảo toàn nhân loại, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Xin Cha làm phép những chiếc nhẫn này, để những ai mang nhẫn này như dấu chỉ lòng trung thành, nhờ Cha bênh vực che chở được đạt tới hạnh phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trao nhẫn, mời cộng đoàn ngồi. Đức Cha trao nhẫn và vòng hoa cho các khấn sinh.
Các con hãy lãnh nhận chiếc nhẫn này vì các con là bạn trăm năm của vua muôn đời. Các con hãy giữ trọn lòng chung thủy với bạn trăm năm của các con để các con đáng được nhận vào dự tiệc cưới muôn đời trên thiên quốc. Bằng chứng kết giao con và Chúa, trên tay con đeo vòng nhẫn là lời hứa khắc ghi đời con. Xin Chúa tương lai hiện tại này con đây, xin mãi mãi tin Chúa. Tổng phụ trách xác nhận lời tuyên khấn và vai trò của các khấn sinh. Các em thân mến, chị dùng quyền Chúa ban nhân danh giáo hội nhận lời các em tuyên khấn trọn đời trong dòng Đức Mẹ thăm viếng. Chị khẩn khoản phó thác các em cho Thiên Chúa, để các em có thể hoàn thành việc hiến dâng với hy tế thánh thể. Từ nay các em là những thành viên chính thức của hội dòng, với trách nhiệm và quyền lợi của một thành viên thực thụ. Xin ơn Chúa giúp để các em trung tín với lời tuyên khấn và chu toàn sứ vụ mà giáo hội và hội dòng đã ủy thác cho các em. Nghi thức thánh hiến trọn đời kết thúc. Nghi thức tuyên lại lời khấn mừng ngân khánh khấn dòng. Thưa cộng đoàn, trải qua bao thăng trầm trong hành trình 25 năm được thánh hiến cho Chúa, hôm nay quý chị dâng lời tạ ơn tình thương Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa giúp quý chị luôn cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Ngài để bước chọn hành trình dâng hiến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không còn gọi con là tôi tớ, nhưng đã gọi con là bạn hữu. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con xin đáp lại tình yêu của Chúa đối với con. Con là Maria Emmanuel Triệu Lê Thị Thêu. Con là Maria Matthew Đậu Lương Thị Quy. Con là Maria Đa Minh Trạch Trần Thị Ngọt. Con xin tuyên lại lời khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục theo hiến pháp dòng Đức Mẹ thăm viếng Bùi Chu. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em theo sát Chúa Giêsu hơn trên con đường thánh hiến. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và các thánh truyền cầu cho con được ơn trung thành với giao ước tình yêu, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen. Mời cộng đoàn đứng, kính mời Đức Cha dâng lời nguyện.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là đấng tác thành chân lý và đầy lòng từ bi, xin đoái thương nhận lời dân Cha nài xin, và nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, xin ban cho các chị em đây được ơn bền đô, để khi bước theo Chúa Kitô, các chị trung thành thực thi lời khấn mà hôm nay nhờ ơn Cha ban. Các chị tuyên khấn lại nhân dịp ngân khanh khấn rằng: chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời Đức Cha trao vòng nguyệt quế cho quý chị mừng ngân khánh. Mời cộng đoàn ngồi hiệp cùng quý chị trong bài hát tạ ơn. Dòng kết thúc, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể. Thơm vẫn thơm xa.
dương ngàn bùn đen. Dâng lên Cha, nguyện dâng lên Cha, nguyện dâng lên Cha, dâng lên Cha, dù sông dâng lên Cha đi vòng, dâng lên Cha. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa đừng hy lễ với tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và hướng ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xưa Chúa đã vui lòng chấp nhận cử chỉ bác ai của Thánh Mẫu Maria khi người mong manh đi thăm bà Elizabeth. Nay xin Chúa cùng thương chấp nhận của lễ chúng con dâng và cho chúng con hướng nhờ ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngưu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ thăm viếng của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chung tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiêu rãi vào thế gian ánh sáng vinh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quân cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chung tùng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa trên thiên đàng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tô-ma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha thương nhớ đến các người chị em chúng con đã vì Cha mà từ bỏ tất cả. Xin cho họ một niềm tin sống động để họ tìm thấy Cha trong muôn vật muôn loài và đem hết sức mình đáp lại nhu cầu của anh chị em. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang ngang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi Chúa và tôn vinh Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến,
Y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phong cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con muốn
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho giáo hội biết ca tụng Chúa vì bao công trình kỳ diệu Chúa làm nên. Và như xưa Thánh Gioan Tây Gia đã nháy mừng vì nhận biết Đức Kitô còn trong lòng mê. Nay xin cho giáo hội qua bi tinh thánh thế này cùng hân hoan đón rước Đức Kitô hằng sông, đấng hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đã soi sáng cho chị em biết thiết tha mong mỏi sống trọn lành. Xin Người làm cho chị em được bền chí kiên tâm để trung thành giữ vững những điều đã tuyên khấn. Chị em đã chọn con đường hẹp, xin Thiên Chúa giúp chị em vững bước trên con đường ấy, vừa hoan hỷ theo chân Đức Kitô, vừa cùng nhau gánh vác cuộc đời. Xin Thiên Chúa nhân từ liên kết chị em thành một gia đình được thanh danh quy tụ, để cộng đoàn chị em phản ánh tình thương của Đức Kitô. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Trong niềm vui của ngày lễ tạ ơn hôm nay, giờ đây chúng con xin giới thiệu chị Tổng phụ trách của hội dòng chúng con dâng tâm tình tri ân Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn.
Chúng em kính mời chị. Trọng kính Đức Cha Tôma Khả Kính, kính thưa cha đặc trách các dòng tu, quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng quý cha đồng tế. Kính thưa quý thầy, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ban hành giáo, các giáo xứ và toàn thể cộng đồng hiện diện. Hôm nay hội dòng chúng con mừng lễ Đức Mẹ thăm viếng bổn mạng đệ nhất của hội dòng. Niềm vui được nhân lên khi hội dòng chúng con có một số chị em kỷ niệm ngân khánh khấn dòng, mừng hồng ân vĩnh khấn, tiên khấn. Đây là dịp để chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn tình thương và ân sủng của Chúa tuôn tràn trên hội dòng chúng con. Qua sự ưu ái của Đức Cha, quý Thầy, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn. Trước hết chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ thăm viếng đã luôn bao bọc chở che hội dòng chúng con trong tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tâm tình mến yêu và tri ân, thay lời cho chị em trong hội dòng, con xin tri ân Đức Cha Khả Kính đã yêu thương, hướng dẫn để chúng con được tham gia vào đời sống giáo hội cách cụ thể qua linh đạo và đặc sủng của hội dòng. Đặc biệt, hôm nay Đức Cha đã thương chủ sự thánh lễ mừng bổn mạng của hội dòng, mừng hồng ân thánh hiến và cầu nguyện cho các chị em của chúng con. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành trên Đức Cha trong sứ vụ chăm sóc đoàn chiên Chúa trao phó nơi Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn quý cha trong và ngoài giáo phận vì tình thương mến ơn gọi thánh hiến đã bớt chút thời gian tới cùng hội dòng chúng con ngày hôm nay để chia sẻ niềm vui với hội dòng chúng con trong thánh lễ trọng này. Chúng con xin hết lòng tri ân quý cha. Chúng con xin tri ân quý thầy, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ban hành giáo và quý khách đã luôn cầu nguyện và hiện diện để chia sẻ niềm vui với chị em chúng con trong đời dâng hiến. Xin Thiên Chúa ban phúc lành trên quý thầy, quý dì và quý vị. Chúng con xin ghi ơn tấm lòng quảng đại và sự hiện diện đầy yêu thương của quý ông bà cố, quý ân thân nhân của các chị em. Đối với mỗi người thánh hiến chúng con, tình gia đình luôn là nguồn động lực yêu thương, giúp chúng con tiến bước trung kiên trong ơn gọi. Chúng con xin hết lòng biết ơn sự hy sinh tận tụy và lòng quý mến mà quý cố và quý vị đã dành cho mỗi chị em thăm viếng chúng con. Đặc biệt đối với chị em chúng con hôm nay, mừng ngân khánh khấn dòng, mừng hồng ân vĩnh khấn và tiên khấn. Nhờ lời cầu nguyện và tình yêu thương của quý ông bà cố, quý vị ân thân nhân mà các chị em luôn vững vàng, trung thành trong ơn gọi Mẹ thăm viếng. Nguyện xin Chúa ban bình an, sức khỏe, niềm vui trên quý cố và quý vị. Để buổi lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng, chúng con xin biết ơn những người cộng tác, ban âm thanh, ẩm thực, coi xe và tất cả các ban ngành. Rất nhiều người đã âm thầm giúp đỡ chúng con. Xin Chúa đáp lời quý vị thay cho chúng con.
Kính thưa Đức cha, quý cộng đoàn, với tất cả tâm tình, chúng con nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ thăm viếng, xin Chúa ban muôn phúc lành trên Đức cha, quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn. Vâng, giờ đây với tấm lòng con thảo, chúng con xin kính dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm để bày tỏ tấm lòng tri ân của tất cả chúng con. Kính xin Đức cha đón nhận lòng biết ơn chân quý của chúng con. Toàn thể hội dòng chúng con xin tri ân. Kính mời cộng đoàn đứng. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng con kính mời Đức cha và quý cha cùng chụp tấm hình lưu niệm với các tân khấn sinh của hội dòng chúng con hôm nay.